hứng tích cực, hạnh phúc lan tỏa đến tất cả mọi người. Anh Thành và chị Harry. Xin mời chị sẽ cùng chia sẻ một chút cảm xúc của mình ngay lúc này ạ. À, xin cảm ơn hai bạn MC. Dạ, con nói gì không? Dạ, xin chào mọi người, con ở đây. Bạn tên Harry thì bạn tên Harry thì hôm nay cảm xúc của thật là rất là hồi hộp. Và không biết người nhận giải sẽ là ai, cái quá trình mình sẽ tới nữa. Thì Harry cũng đang rất là hồi hộp cùng họ. Hôm nay thì Thành rất là vui khi mà có mặt Golden Choice Award. Thành nghĩ là đây rất là một cái dịp để cho tất cả những anh em nghệ sĩ gặp nhau như một cái ngày đại hội á. Thì mình cũng hy vọng rằng là đây sẽ được tiếp nối cái truyền thống như thế này để có thể có được nhiều năm Golden Choice thành công hơn nữa. Bởi vì Thành cũng rất là mong muốn có được những giải thưởng thật là uy tín, thật lớn được tổ chức tại Việt Nam, để mỗi một dịp mà cứ được tổ chức thì anh em nghệ sĩ sẽ là rất là háo hức để đến để tham gia. Và chúc mừng cho tất cả những người nhận giải, dù là nhận hay là không nhận thì mọi người đều yêu quý và tôn trọng đối phương, và chúc mừng cho những người nhận giải. Và Thành hy vọng là Golden Choice năm nay sẽ làm được điều đó. Xin được cảm ơn chị rất nhiều. Thật ra chị chính là những nguồn cảm hứng rất tuyệt vời, những người truyền lửa thế hệ của mình cố gắng hơn rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn anh chị vẫn rất là đẹp, các truyền cảm hứng như thường. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người có một đêm tuyệt vời với WeChoice.